Đại tá Trần Đình Liên, Phó Giám đốc Công an thành phố vừa đến động viên và trao thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ chiến sĩ đội hình sự Công an quận Thanh Khê về những nỗ lực khám phá thành công chuyên án, phát hiện nhóm đối tượng làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn. Trước đó, thông qua mạng xã hội, Trần Ngọc Trinh, 56 tuổi, trú thành phố Đà Nẵng và Trần Đình Pháp, 27 tuổi, quê tỉnh Đắk Nông, đứng ra nhận làm văn bản tài liệu giả của các cơ quan nhà nước cho người có nhu cầu. Trong đó, Trinh là người trực tiếp sử dụng máy vi tính, máy in thiết kế văn bản, chèn những con dấu của các cơ quan vào văn bản làm giả, sau đó in ra. Sau khi hoàn tất các tài liệu giả này, Trinh giao lại cho các đối tượng còn lại trực tiếp giao dịch với người có nhu cầu, thu lợi bất chính mỗi văn bản khoảng 2 triệu đồng. Công an quận đã thu giữ 2 máy tính, 1 máy in màu, bên trong có nhiều file con dấu của 121 cơ quan tổ chức, chủ yếu tại thành phố Đà Nẵng. Dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê cũng đến động viên và khen thưởng 10 triệu đồng cho tập thể ban chuyên án.